sáng ngày 21 tháng 7 tại nhà thi đấu thể thao của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện, Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Định Hóa lần thứ 7 năm 2022. Dự buổi lễ khai mạc có đồng chí Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Về phía huyện Định Hóa có đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các ban xây dựng đảng huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể của huyện, lãnh đạo các xã thị trấn cùng 36 đoàn vận động viên đến từ các xã thị trấn, các đơn vị doanh nghiệp cùng nhân dân trên địa bàn về dự khai mạc đại hội. Đại hội Thể dục Thể thao huyện Định Hóa lần thứ 7 năm 2022 được tổ chức trong tình hình đại dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế dần phục hồi. Lễ khai mạc đại hội được tổ chức trang trọng, đảm bảo đầy đủ các nghi thức. Tại đại hội, ngọn đuốc truyền thống đã được đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, thắp lên đài lửa, biểu tượng cho tinh thần thể thao trung thực và cao thượng, với quyết tâm đạt thành tích cao, tạo khí thế cho Đại hội Thể dục Thể thao. Trong những năm qua, huyện Định Hóa đã quan tâm đầu tư cho sự nghiệp phát triển thể thao. Qua đó, phong trào thể dục thể thao cùng với thành tích của các vận động viên luôn đạt được nhiều thứ hạng cao trong tỉnh. Hiện nay, toàn huyện có một nhà thi đấu cấp huyện, 45 sân cầu lông trong nhà, 122 sân bóng chuyển hơi, 4 cụm sân bóng đá cỏ nhân tạo gồm 7 sân bóng, có trên 105 câu lạc bộ thể thao, trong đó có 7 câu lạc bộ hoạt động theo quy chế của huyện, trên 300 hướng dẫn viên, cộng tác viên, huấn luyện thể dục thể thao, trên 500 trọng tài nghiệp dư tại cơ sở. Các môn thi đấu thể thao có thế mạnh như việt giã, điền kinh, cầu lông, bóng chuyển hơi, bắn nỏ, cờ tướng. Công tác xã hội hóa thể dục thể thao được tăng cường để từng bước hoàn thiện và hiện đại hóa cơ sở vật chất để luyện tập, thi đấu. Hàng năm, có trên 30% dân số thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, qua đó đã góp phần nâng cao thể lực, sức khỏe và mức hưởng thụ văn hóa của người dân Định Hóa. Để đại hội đạt được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu như kế hoạch và điều lệ đề ra, đề nghị ban tổ chức đại hội, lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương chuẩn bị đầy đủ chu đáo nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu, đảm bảo an ninh trật tự an toàn, đảm bảo về công tác y tế, công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các vận động viên và nhân dân tham gia. Hội đồng trọng tài điều hành các trận đấu công tâm, khách quan, đúng luật. Các vận động viên tham gia thi đấu thật bình tĩnh, tự tin, bản lĩnh, đạt thành tích cao. Đề nghị các cổ động viên và nhân dân đến cổ vũ thật vui tươi, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, góp phần vào sự thành công của đại hội. Tại đại hội này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Ủy ban dân huyện, tôi xin phát động phong trào luyện tập thể dục thể thao đến các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện. Chúng ta quyết tâm thực hiện phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với mục tiêu khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, khỏe để học tập, lao động và công tác, lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương Định Hóa chúng ta phát triển nhanh và bền vững. Với ý nghĩa đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Định Hóa lần thứ 7 năm 2022. Đại hội Thể dục Thể thao huyện Định Hóa lần thứ 7 năm 2022 có sự tham gia của 36 đoàn vận động viên đến từ 23 xã thị trấn, các khối cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn huyện, cùng với các khối cờ Tổ quốc, kiệu ảnh Bác Hồ, cờ Đại hội Thể dục Thể thao, khối Hồng Kỳ, với trên 1.000 vận động viên tham gia. Đại hội tổ chức thi đấu 8 môn thể thao. Trước đó, ban tổ chức đại hội đã tổ chức thi đấu 3 môn thể thao, gồm bóng bàn, cờ tướng, bóng chuyền hơi. Tại đại hội, các vận động viên tranh tài 5 môn thể thao còn lại, gồm kéo co, đẩy gậy, tung còn, bắn nỏ và điền kinh. Đại hội Thể dục Thể thao huyện Định Hóa lần thứ 7 năm 2022 là đại hội của sự đoàn kết, thống nhất, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ về phong trào thể dục thể thao quần chúng, khẳng định sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác thể dục thể thao. Qua đại hội sẽ phát hiện và bồi dưỡng các tài năng hướng tới thể thao thành tích cao, giữ gìn và phát huy các môn thể thao dân tộc gắn với thể thao hiện đại, chuẩn bị lực lượng tiêu biểu tham gia Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên năm 2022.